ông chủ đã nói là sau 3 năm nếu như mà tôi làm tốt công việc tài xế rồi học tốt ngoại ngữ thì ông chủ sẽ cất nhắc tôi lên làm trợ lý. Chưa kể sau 3 năm cậu không biết rồi, thời thế bây giờ thay đổi rất là nhiều. Công ty thì ngày càng làm ăn khó khăn, muốn giữ lời hứa với cậu thì cũng rất là khó. Giờ tôi phải làm sao? Tôi ê không biết, tôi đi báo công an nha. Cái gì? Bà vừa nói gì? Tôi nói nha, tuyệt đối là không được báo công an nghe chưa? Không có gì, thả đi chơi tiếp đi. Lê Lê, dám kêu anh hả? Tôi nói với bà tuyệt đối không được báo công an nghe chưa? Nè, bà báo công an một cái là thủ tiêu con bé luôn á. Mà tụi nó đòi cái gì vậy? Tụi nó đòi 100 triệu lận á. Đồng Minh. Tao biết mày rồi. Đồng Minh. Tao biết rồi. Nếu kêu tao vô bắt mày, nếu mà tao không bắt mày, nó nghi tao sao hả? Ui, buông ra đi. Nó ra là chết tao. Bị nghe tao nói nè. Bây giờ mày tao kêu bất cứ tao lao ra một cái là mày xô tao mày té chứ. Mày trúng nhận chưa? Coi như hai đứa mày không quen biết nhau chưa? Rồi làm đi. Bắt cóc. Buông ra. Buông ra. Bắt cóc. Tao nói rồi, tao chỉ lấy 100 triệu thôi. Đúng số tiền ông hứa ông thưởng cho tao. Công sức của tao 3 năm qua thôi. Hơn một đồng một cắt tao cũng không lấy. Dạ con lại cha. Cái này là cha ngu hay cha sĩ diện? Mang tiếng là đi bắt cóc tống tiền, mà cha đi tống tiền đúng cái số tiền mà người ta nợ. Dư 1.000 cũng không được nữa hả? Sĩ diện gì mà sĩ diện dữ vậy? Ừ, tao là vậy đó. Rồi giờ không có tiền, lấy gì lo cho bà già mày hả? Cùng lắm tao đi vay mượn họ hàng. Ai cho? 100 triệu nha, chứ không phải 100.000 nha. Thì cùng lắm á, tao bán đất bán đai bán nhà bán cửa, miễn sao trị bệnh cho mẹ tao là được.